giới thiệu với các bác, đây là chiếc Hitachi VKF 4V, hàng ship Nhật trong tình trạng mới, gần như là chưa sử dụng luôn ạ. Màu này lại là màu đỏ nữa. Tài thì vô cùng là đẹp, vô cùng mới. Nó là dạng mới chưa sử dụng các bác. Màu thì lại là độc. Chất âm thì rất là hay. Em đã có một cái review cách đây cũng tầm ít ngày. Trước khi đóng gửi cho khách hàng thì đây là một cái video mà ghi lại khoảnh khắc cũng như là cái hình ảnh đẹp nhất của chiếc đàn. Bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì cứ liên hệ nhá. Bên em nhận mua tất cả sản phẩm đồ đến từ gia dụng, từ Nhật, từ Pháp, từ Đức, từ Anh. Ngoài thì miễn bản về vấn đề về hình thức chỉ bàn.